hãy vào Nam một lần để xem người miền Nam sống tốt hay đều. Đứa em họ tôi, một đứa con gái miền Bắc, đã từng vào Bình Dương làm khu công nghiệp, chả biết thế nào mà lại nghỉ việc rồi trôi giặt vào tận thành phố Hồ Chí Minh, chạy bàn rửa chén cho một đôi vợ chồng Nam Bộ bán phở bán bún tại đây. Một hôm lỡ tay làm vỡ hết nguyên chồng tô đĩa, em gái tôi lo lắng không biết làm sao thì bất chợt bà chủ chạy vào nhìn thấy. Bà sững người, chưa kịp trách thì bà chủ đã dặn: nếu chồng cô có xuống thấy thì nói là tại cô làm bể, chứ không ổng chửi chết. Bà chủ vừa quay lưng đi nơi khác thì ông chủ chạy từ trên lầu xuống, nhìn đống tô đĩa nát bấy mà thất thần, rồi dặn: nếu vợ chú vô hỏi thì nói là chú làm bể nghe chưa? Vâng, em tôi, một người gốc Bắc đang làm công tại miền Nam kể lại cho tôi nghe. Đó đúng là kỷ niệm ngọt ngào và xúc động, làm tôi có nhiều suy nghĩ trìu mến về con người miền Nam. Thế là tôi suy nghĩ sau này thế nào cũng phải vào Nam một lần. Năm 28 tuổi, tôi có dịp vào miền Nam lần đầu tiên. Thành phố Hồ Chí Minh, giản dị qua tiếng giao bán xôi của bà cụ đội khăn đi bộ từ quận 8 tới quận 5 với những gói xôi bán chỉ có 5.000 đồng. Nhớ ánh mắt bà hấp háy cười, hỏi có muốn cho thêm đường hay không. Động lại trong tôi, một thằng sinh ra và lớn lên tại miền Bắc thì nhận xét về người miền Nam chỉ ngắn gọn trong 3 chữ: rất dễ chịu. Cái khí hậu ở miền Nam cũng giống như con người ở đây vậy, ôn hòa dễ chịu, chỉ có hai mùa, mùa nắng và mùa không thể nào nắng hơn, chứ không phải có lúc quá nóng và có lúc rất lạnh. Cái tôi thích nhất ở cách chơi của người miền Nam, họ chơi với ai là chơi thật lòng, chứ không cần vừa chơi vừa phải đoán ý như người Hà Nội ở chỗ tôi. Đàn ông ở đây không gia trưởng với vợ con như một số làng quê ở miền Bắc Bộ. Cái tôi hài lòng nhất trong 2 tháng ở thành phố Hồ Chí Minh, chưa có một người miền Nam nào hỏi tôi những câu hỏi kiểu như: cháu bao nhiêu tuổi? Sao từng đấy tuổi rồi mà cháu chưa lấy vợ? Cháu học trường gì ra? Cháu làm lương tháng được bao nhiêu? Có được chục triệu không? Người miền Nam đơn giản đến mức lạ lùng, đôi khi chỉ là chuyện người qua đường trú mưa được chủ nhà mời vào ngồi vì sợ người lạ bị ướt. Đôi khi vì một thùng trà đá miễn phí để trước cửa giúp mọi người lỡ đường giải khát trưa hè. Người miền Nam vô tư đến mức từng thấy người say nắng ngất xỉu bên đường, không biết là ai nhưng cứ súm vào để cạo gió hộ. Nếu bạn đã từng đến những chỗ du lịch mà hỏi đường đi cũng bị tính tiền thì mới biết người miền Nam họ đã sống như thế nào.